thì các bạn đã quay trở lại với Kelly Sweet Home. Các bạn đã mua bánh trung thu chưa? Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn các loại bánh trung thu truyền thống ở Singapore. Mời các bạn cùng xem nha. Đây là hộp bánh mình mới mua, gồm có 6 bánh và quà tặng kèm là một bịch trà nhỏ và hai bánh nướng nhân hạt sen nhỏ. Bên ngoài nhìn rất là đẹp, rất thích hợp cho các bạn mua làm quà tặng cho người thân và bạn bè. Giờ thì mình sẽ mở hộp ra cho các bạn cùng xem bên trong. Chiếc hộp được thiết kế với 2 tầng, mỗi tầng là 3 chiếc bánh và kết hợp với ánh đèn LED nhìn rất đẹp mắt. Giờ thì mình sẽ giới thiệu chi tiết về các loại bánh truyền thống của Singapore. Đầu tiên là bánh nướng nhân hạt sen, đây cũng là một loại bánh trung thu truyền thống của người dân Singapore. Tiếp theo là bánh Golden Emerald. Đây cũng là một loại bánh trung thu truyền thống nhân hạt sen ít đường, kết hợp với lòng đỏ trứng muối. Đây là bánh nướng Yuki, vị trà sữa nhân đường nâu, kết hợp với vài viên trân châu dẻo, tạo nên hương vị quen thuộc. Là mình sẽ xem các loại bánh ở tầng dưới. Trước tiên mình sẽ mở hộp này ra. Đây là gói trà nhỏ, là quà tặng kèm. Ở phần giới thiệu mình đã có nói tới. Đây là bánh dẻo nhân sầu riêng, có giá đắt nhất trong các loại bánh, 23 đô Singapore, tầm khoảng 400.000 tiền Việt. Mình sẽ mở hộp bánh kế tiếp. Đây là chiếc bánh nướng mini hình chú mèo nhân hạt sen, cũng là quà tặng kèm lúc đầu mình có nhắc tới. Đây là bánh dẻo lychee regia với sự kết hợp của thịt nếp vải và cánh hoa hồng, tạo nên mùi thơm nhẹ nhàng và hương vị đặc biệt. Mình sẽ mở hộp còn lại cho các bạn cùng xem. Thêm một quà tặng kèm là bánh nướng hạt sen mini. Cuối cùng là bánh dẻo Coco Lava, đây là sự kết hợp giữa sô-cô-la và hạt hazelnut, đó là hạt phỉ, tạo nên hương vị độc đáo mà các bạn cũng không nên bỏ lỡ. Bên cạnh trải nghiệm những hương vị tuyệt vời của các loại bánh trung thu ra, các bạn cũng có thể giữ lại chiếc hộp đẹp này để đựng đồ cá nhân. Và đây là toàn bộ 6 cái bánh mà mình đã mua, có giá là 94 đô Singapore và tầm khoảng 1,6 triệu tiền Việt Nam các bạn. Mình đã cắt ra hai loại sầu riêng và trái vải để ăn thử. Đây là miếng bánh sầu riêng, vô cùng hấp dẫn. Vỏ bánh dẻo rất là mịn và những sầu riêng rất là thơm. Đặc biệt đây là 100% thịt sầu riêng chứ không phải chất tạo mùi nha các bạn. Mời các bạn ăn với mình nha. Ngon. Toàn bộ ở trong là sầu riêng luôn các bạn. Rất là nhiều sầu riêng cái này luôn. Sầu riêng 100% là sầu riêng. Đây là lần đầu tiên mà mình được ăn cái bánh trung thu sầu riêng này. Rất là ngon. Nó không quá ngọt. Cái vỏ ngoài á giống như là bánh dẻo của mình á, chứ không phải là loại bánh nướng. Bánh cái loại sầu riêng này là mình phải để ở trong đá lạnh, để mà nóng quá là nó chảy.
phần giới thiệu về bánh trung thu của mình ngày hôm nay đã hết rồi. Nếu các bạn thích loại bánh trung thu nào, đừng quên comment phía dưới cho mình biết nha. Rất cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn thích video này, đừng quên nhấn like và đăng ký kênh giúp mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau.